Chào các bạn, ở mức giá khoảng 4 triệu đồng thì Huawei X3 đang làm nóng phân khúc này. Sở hữu một thiết kế nguyên khối hai mặt kính, camera tốt nên rất nhiều người dùng đang chọn mua X3 làm chiếc điện thoại để sử dụng. Đồng thời với việc đó thì vẫn có những bạn băn khoăn về hiệu năng của thiết bị này. Điều này đến từ việc máy dùng con chip rất lạ là hai silicon Kirin 920 octa-core. Vâng, từ cái tên đã thấy rất là loằng ngoằng và lạ lẫm. Đây là một con chip cây nhà lá vườn của chính Huawei, chạy với dung nhịp tối đa là 1,7 GHz. Nó dùng một cụm 4 lõi Cortex A15 và một cụm 4 lõi Cortex A7 khác để tạo thành một con chip hoàn chỉnh. Chính vì thế, với những tác vụ đa nhiệm thì đây là một con chip hoàn toàn phù hợp. RAM của máy nằm ở mức trung bình với dung lượng RAM là 2GB. Máy dùng GPU Mali T628. Để các bạn dễ hình dung thì sức mạnh của GPU này chỉ thua kém một chút so với dòng Adreno 330 của con chip S801. Cấu hình cơ bản của máy là như vậy. Còn về sử dụng thực tế ra sao, sau đây mình sẽ đánh giá hiệu năng của máy qua nhiều bài test khác nhau. Đầu tiên, với bài test AnTuTu, X3 ghi được số điểm khoảng 41.000, kém hơn một tẹo so với S5 Mau. Tiếp theo, với phần mềm Geekbench, chuyên dùng để đo sức mạnh CPU thì với một nhân, X3 có số điểm thấp hơn những sản phẩm dùng chip S800. Tình thế thì thay đổi với bài test đa nhân, khi trái tim Kirin 920 có số điểm cao hơn hẳn so với những đối thủ dùng chip S801 hay là Exynos 5420. Tạm thời các số điểm trên lý thuyết ở những bài test là như vậy, còn về hiệu năng thực tế thì phải thử mới biết. Đầu tiên, mình sẽ chạy một game có tên là Subway Surfer. Đây không phải là một game nặng, tuy nhiên, để chạy mượt mà thì cũng đòi hỏi một cấu hình khá tốt, không quá ngạc nhiên khi máy vào game rất nhanh và nhẹ nhàng. Tiếp đến, mình sẽ để máy chạy hai game nặng ký nhất hiện nay là Anomaly Defender và Asphalt 8. Asphalt 8 là một game thiên về các chuyển động, chính vì thế máy cần một con chip đồ họa khỏe. Còn Anomaly Defender là một game có góc nhìn thứ nhất nên đòi hỏi khá nhiều một CPU có năng lực xử lý tốt. Các bạn có thể thấy máy load game khá nhanh, nhẹ nhàng. Mọi thao tác của mình với trò chơi đều được phản hồi rất là nhanh chóng. Còn về khả năng chạy đa nhiệm của máy thì sao? Mình đã thử chạy nhiều ứng dụng một lúc, bao gồm cả game Asphalt 8 khá nặng nề mà máy vẫn xử lý tốt. Các thao tác chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác khá là mượt mà. Cái điều quan trọng nhất ở đây là không một ứng dụng nào phải load lại. Cuối cùng, nhiều bạn hỏi mình rằng liệu con chip Kirin 920 khá lạ này trên máy có tương thích với ứng dụng nhiều hay không? Mình xin trả lời luôn rằng con chip này dựa trên nền tảng Cortex A15 và Cortex A7, tương tự như trên các dòng chip của Qualcomm hay là MediaTek, chính vì thế mà máy tương thích hoàn toàn với mọi ứng dụng hiện nay. Điểm cộng của máy là dù sử dụng nhiều, nhưng X3 chỉ ấm nhẹ ở phần mặt lưng và không hề nóng máy. Điều này cho thấy rằng con chip Kirin cây nhà lá vườn của nhà sản xuất Trung Quốc đã tỏ ra trung thực so với quảng cáo của nó, đó là một vi xử lý chạy cực mát của Huawei. Như vậy thì có thể thấy với mức giá 4 triệu đồng, Huawei X3 với con chip Kirin 920 đem đến một hiệu năng quá tốt, ngang ngửa với những chiếc máy chạy Snapdragon 805 hay là 801 nhưng lại có giá rẻ hơn hẳn. Và với điều này, chắc chắn Huawei X3 sẽ là một sản phẩm khuấy động thị trường trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.